Đồng hồ vang vọng xin kính chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu đến các bác chiếc đồng hồ đến từ Pháp, có thương hiệu là Vedet. Đây, em đang quay đây. Nhìn bên ngoài thì có thể thấy chiếc đồng hồ này có thiết kế rất là đơn giản. Và phía mặt trước mặt này gần như là một mặt phẳng và được chạm trổ cân xứng hai bên như thế này. Mặt kính là mặt kính rào. Và bên hông này là vuông vắn, vuông này sắc cạnh. Chiếc đồng hồ này có thùng dài, vỏ thùng rất là dài, dài hơn so với chiếc bên cạnh này một chút này. Mặt đồng hồ là mặt bát giác nằm, em xin lỗi, mặt bát giác đứng ạ. Và với số in là số quốc tế, hiển thị số 123 đến số 12. Đây, nhìn vào mặt đồng hồ này đã có thể biết là nhìn thấy thương hiệu Vedet. Đấy, ba cái lỗ dành cho ba ổ cót và chúng ta lên cót ở đó. Bây giờ em sẽ tiến hành mở bên trong để soi bên trong và thử chuông. Đây, chiếc này thì em đây, chúng ta cần mở cái chốt này ra này, mở đồng hồ ra này. Ngay từ đây thì chúng ta có thể thấy chữ Westminster, tức là chiếc đồng hồ này đánh bản nhạc Westminster nổi tiếng này. Đấy. Ở đây thì có thông tin của nhà sản xuất. Đây, kính rào đây. Mặt còn rất là đẹp. Gông thép nhá, cũng có khắc chữ Westminster ở phía trong đây. Gông lòng máng. Chiếc đồng hồ này có 8 côn và 8 búa. Em sẽ soi chi tiết cái phần máy này. Máy nó rất là vàng. Đó. Phía dưới là quả lắc cũng đang hoạt động. Bây giờ em xin test cái tiếng chuông để cho các bác nghe thử. Đấy, soi cho nó sáng đi. Đây. Bây giờ là điểm giờ nhá. Âm thanh rất là ngân. Âm thanh của chiếc đồng hồ này rất là ngân. Bây giờ em sẽ điểm giờ 15 phút này. Rồi. Điểm thử lần nữa nhá. 30 phút này. Vừa rồi em đã điểm chuông thử. Số in rất là trang trọng. Mặt cân xứng.
Nhìn lại phía bên ngoài tổng quan một lần nữa nào. Đây. Vỏ thùng dài. Vỏ thùng này, vỏ em nhắc lại là vỏ thùng và máy và tất cả cái đồng hồ này đều là nhập từ Pháp nguyên chiếc nhá. Vỏ từ Pháp, máy từ Pháp, quả lắc từ Pháp, tất tần tật cái gì cũng Pháp hết. Đấy, hai bên này rất là đẹp, nhìn rất là đẹp. Một cỗ máy thời gian hoàn hảo chạy trong ngôi nhà, chẳng có gì để chê cả, perfect, hoàn hảo, hoàn hảo. Rồi, xin cảm ơn các bác đã xem video này.